Ok anh em, hôm nay lại chia sẻ anh em kỹ năng cách làm sao để chát được cái gò và phân tầng anh em nhé, dưới đáy của lan can. Anh em nào mới qua kênh nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Đây là thợ trẻ có kinh nghiệm trên dưới gần 20 năm trong nghề lĩnh vực xây dựng anh em ạ. Thì vấn đề thao tác và động tác đấy của thợ thuyền luôn, vẫn là hai cái thước kẹp lên đắp bữa vào, làm mặt trước xong bắt đầu ép thước làm đáy sau. Cái này ở công trình với lại khu vực em nó mưa lắm các bạn ạ, mưa khá là dày và cũng là mưa một thời gian khá dài, hai đợt mưa liền đấy, không biết ảnh hưởng bão hay là áp suất ở đâu, mưa nhiều lắm, công trình nó thưa thớt lắm. Công trình nào thế đến nó thưa thớt, nó không được đông vui như mọi khi vì ảnh hưởng mưa gió, thợ về nó người không muốn đi làm các bạn. Đây mấy anh em chịu khó lắm đi làm, cả đội thợ của em các bác ấy, ở đội thợ trên dưới gần 30 người, bây giờ còn có 4 thợ 2 phụ, mưa gió nghỉ hết. Nó đang ngồi ngoài kia còn có 3 thằng kia mưa gió là gại nhau cả công trường, nuôi được mấy con chó để mà trông ấy, trông kho nó đập chết tươi nó thịt ngoài kia, nó rình rình em không có được, không có nhà cái nó cầm nó cầm ấy, nó cầm khúc gỗ và khúc cây bình đàn nó đi nó gõ, và con này không biết ăn bả hay nào tự nhiên nó ăn đùng ra. Đấy anh em, nồi thịt chó rồi này, có thịt mất con chó rồi các bác này. Đây là nồi rượu mọn này các bác này. Đây các bác này, rồi đi chuối này các bác này, pha chuối đấy. Thế là phải thịt các bác ạ, lúc này nó làm loạn. Rồi vắng chủ nhà gà bọc đuôi tôm ở chỗ đấy các bác ạ. Hỏng hết bên kia. Cái kỹ thuật chắt gò này rất đơn giản, anh em cứ bã hết một lượt, anh em kẹp thước ép thì bột cho nó nhanh khô không luôn. Làm vận gò phân cách chỉ tầng mặt rộng là 10 phân. Nước thì một giờ mình toàn dùng một gạch bê tông móng khuôn, chứ mằng móng khuôn thì em thì đa số dùng công trình nhà nước thì toàn dùng gạch đấy, công trình nhà tư thì không dùng loại gạch này, nó hay thẩm nậu, tốn sơn chống thấm các bạn ạ. Ướt lắm, nó lung tung phành lên, rồi sơn nhiễm vào, sơn chống thấm các thứ, dùng sơn tốt thì nó đỡ ngấm nước là bệnh hẳn. Cái loại này động mưa cái là nó ướt rồi, nó hết vào trong, thì tất cả nó chỉ là xì tất với nhau được, gạch xì gạch bê tông, vữa này vữa xì cát, nguyên là xì cát. Nhà nước của tiến độ thi công toàn đẩy cao, em không phải là bên làm từ đầu mà bên khối lượng nên hoàn thiện nhưng nó phải gấp rút. Những công trình người ta, những công trình nó bắt buộc tiến độ thì phải khối lượng các bạn đã khối lượng rồi, phải làm gấp rút tốc độ
không được tỉ mỉ như làm nhà dân, công trình khác. Đá vào cái xóa luôn. Như kiểu tốt nó nót gì đó, họ đấy này. Cái đòi là không cao thế này. Đòi 500-600 nghìn một ngày làm ăn ngay, không biết giả công thế nào rồi. Anh em bình luận phát xem công giả công ông Thọ này thế nào. Tình mặt tiền là xong rồi anh em ạ. Thiếu nốt ít để bỏ dầm, đắp mấy cái mặt nạ điêu nhỏ nhỏ ở dưới là xong. Bước vào khâu ốp lát trên mái chống nóng thì chẳng chịu kinh phí nào chịu chống nóng công trình. Bằng mặt bụng dạ đo hẳn lên, đo hẳn ngược lên cái gò trên này xuống là nó bằng thẳng, nó vuông vắn thôi nè. Cái thước này to thì gò xuống là vuông vắn nó đẹp đẽ thôi nè. Mày ăn thế này không biết giả không này nào đâu. Các bác ạ, Thọ của em nó cãi, nó cãi lắm, nó cãi như là chảy cối á, nó không nghe đâu. Bận một tí tay nghề các bác ạ, cãi ghê lắm. Thứ hai nữa, bây giờ Thọ thuyền bây giờ như ông tướng á, không phải là nó nhọng hoàng cái nó xuống, nó bứt bay co xuống giáo nó đi về luôn. Thọ bây giờ nó đặng nhẳng lắm, làm thì phải giả công, cứ làm được 10 hôm thì ứng tiền trước 20 hôm để đi rượu đó, hôm tính sau. Nếu mà nói thì cãi như chạy bỏ. Bền bén ấy, bảo vào đây xem thế nào là nấu nướng đi, tranh thủ vào người ta ngồi kia ngồi có nào cũng bia đó. Nó phải vào sẵn ăn rồi, nó phải về thôi. Chán lắm, chả lâu, chả làm ăn nấu nướng gì đâu. Đi đường thì hôm qua uống rượu rồi, hôm nay vẫn kêu vẫn thèm bia. Chả hiểu cái nào. Như cái thùng đựng rượu á, ngâm rượu á, bụng ăn á. Thật, mưa gió này. Mưa gió này không làm ăn được. Đã dịch đã đói rồi. Mưa gió này chết. Ở về thì hết. Đi câu giờ gì xây đổ 2 lần. Ê, cai bên đấy nó giả tiền thế nào, xây đổ 2 lần nhá, biết nào giả tiền chiến nó đến nó đạp chứ. Đạp đổ bung hết luôn chứ.
đưa đi trên kia kìa. Hết rồi, lấy cái gì đó, con này chỗ này có gì. Đã xong rồi mà đón lên. Chắc nó nhớ, nó gọi ra như làm gì. Chỉ khoảng ra ngó đầu vào cái, nó nhớ. Sau khi làm mặt và cái đáy nó còn ổn rồi thì anh em nắng. Nắng thì nó theo cái thân thước ở dưới, anh em siết sẵn đi, anh em đặt sẵn ở dưới. Nào cái đáy dưới, chỉ dưới đó, mép dưới thì anh em thước 5 phân, anh em siết sẵn luôn một phát đấy. Xong anh em nên đặt cái thước trên cái bằng cái xước cái nó thành 10 phân. Nắng nó dốc dốc một tí anh em. Mặt cái này nó hơi dốc dốc ra một tí, nước nó chảy. Ok anh em, đây trong vòng hơn 60 phút, gọi là tiếng rưỡi đi. Đây các bác, một tiếng rưỡi này. Cái gò trên này, một cái mặt tường khoảng hơn 1m2, 2m2. Và tầm gò dưới, tầm gò trên là tầm 3m. Gò dưới là hơn 2m một tí, các bác nhìn cái thước 2m kìa. Đấy, này còn rơi nữa kìa. Còn rơi rụng mép nữa kìa, đấy. Đã gần ổn rồi các bác nhá. Ok anh em. Cuối cùng thợ trẻ cũng đã hoàn thành bộ gò tường của tường lan can, chắn ấy cho trường học đó. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, bình luận kênh. Thì cái video hay và ý nghĩa thì tôi chia sẻ cho người thân và bạn bè cũng theo dõi nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh anh em nhá.